Đây là cái đồng hồ SK của bác Hưng ở Hòa Bình này. Đồng hồ để 15 năm nay rồi, không dùng, chưa tháo lần nào. Đấy, thì em sau khi đã lau dầu rồi hết rồi. Đó, thì em sẽ lắp vào, hoàn thiện vào cái đồng hồ này của bác ấy. Trước khi lắp vào thì em sẽ vệ sinh lại từng cái bánh răng một. Đó, cho bác ấy. Vệ sinh từng cái một. Đó. Và cái này mình càng làm cẩn thận bao nhiêu đây, cái chân của nó hơi bị dỉ một tí này các bác. Đó, chân của nó hơi bị dỉ một tí. Em đã vệ sinh rồi. Đó. Và ba cái bánh răng. Mày mình cần thông thì em sẽ để riêng ra. Đó. Những cái này em sẽ tra dầu mỡ luôn cho bác ấy. Đó. Tra dầu mỡ luôn. Em tra bằng cái dầu xịn ấy, chứ không phải dầu vớ vẩn đâu. Cái vòng bi này mình tra nhiều một chút nhé. Đấy, vòng bi này tra nhiều một chút, còn những chỗ khác thì không nên tra nhiều. Đó. Rồi bây giờ đến cái chỗ này. Đấy, chỗ vệ sinh này. Mình tra luôn dầu mỡ vào đó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ thông ba cái quan trọng nhất. Em cần thông, đó là cái hồi phút này. Đây. Hồi giờ, hồi phút. Đó, xong một cái. Cái thứ hai là hồi phút. Rồi, nó bên trong nó có nước nên là mình sẽ phải chú ý cái này. Đó, là cái thứ ba. Cần thông là cái này. Đấy, cái này của nó rất là nhỏ nên là mình sẽ không cho vào được nữa. Thì thôi, mức độ tối đa thôi. Đó. Này sẽ lắp máy vào. Nào, em sẽ lắp tiếp cái bánh răng tiếp theo. Bánh gai. Ở cái dòng máy SK này, bánh răng của nó rất ít khi hỏng các bác nhé. Cực kỳ ít khi hỏng luôn. Đó. Cái zip code này của nó cũng ít khi hỏng luôn. Hộp cót cũng thế. Đồ Nhật này bền lắm. Đấy, bác này đồng hồ bác để 15 năm nay rồi mà chả vấn đề gì cả. Khủng khiếp như thế. Mà đồng hồ này bị nước vào đấy bác ạ. Nó phá máy. Kinh khủng như thế. Mà nó vẫn chạy ầm ầm. Đó, rồi em sẽ gạt cho nó vào. Ok, nên này lắp rất dễ. Đồng hồ này.
làm, nếu mà bác nào mà chưa quen làm nên làm cái dòng SK này thuần thục. Dòng SK này làm rất dễ làm mà lại bền. Đấy, mình quay này xem là cái bánh răng kia các bánh răng ăn khớp với nhau không. Ok, đấy em quay này là ok. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp cái bánh răng tiếp theo. Đó, các bạn thấy bánh răng nó chạy bon tít mù rồi. Đó. Tít mù rồi thôi. Rồi bây giờ em sẽ xử lý đến cái con ngựa, này con ngựa của nó. Để cho vào đây. Chấm. Nó sạch cái chân đi. Đó, nó sạch cái chân đi thôi. Phải để ý cái này nhá. Cái này rất quan trọng đấy. Đó, rồi lắp cái mảng vào. Đó, rồi mình sẽ lên cóp một ít thôi nhá. Rồi thử ngựa đá không. À, ngựa đá là ok nhá. Ồ, em đang bị trượt ra đây này. Em phải lắp lại một chút. Đó, mình sẽ bắt ốc vào thôi. Rồi sẽ bắt tiếp hai con ốc vào. Hai con ốc của nó, hai con ốc ngắn các bác ạ. Đó, thì mình sẽ chú ý hai con ốc ngắn nhất. Giống như hai con ốc mà ở mặt trên ấy. Như nào thì mặt dưới hai con ốc phải như thế. À, và mình đừng có bắt chặt vội nhé. Mình bắt vừa phải thôi. Nó đang chạy đốc này. Đó, sau đó mình sẽ thử cái con ngựa đã. Em chuẩn chưa? Ok. Chuẩn rồi thì mình bắt đầu mình mới siết ốc. Rồi, giờ em sẽ xử lý tiếp đến cái tóc. Đây là cái tóc của nó. Em sẽ để lên đây. À, và em sẽ ấn cái giấy vào xuống. Đấy, cái tạch tạch ấy. Nó sẽ sạch cái chân. Đó, rồi sẽ kéo dịch cái tóc ra, tra dầu vào. Cái tra dầu này rất quan trọng nhé. Nhưng mà nó mà dính cái dầu này vào tóc ấy là dây diện tượng dính tóc ấy. Nhiều bác thợ đã làm cho nó dính tóc nên là nó sẽ gây ra hiện tượng rối tóc. Dính tóc là do là cái dầu của mình tra vào ấy, nó dính vào tóc ấy. Đấy, cái này lỗi của thợ. Đó, bây giờ em sẽ bắt con ốc vào. Đừng bắt siết chặt vội mà siết từ từ thôi. Rồi bây giờ nó quay rồi thì mình sẽ siết ốc. Đó, bây giờ em sẽ lên cót căng cho nó chạy. Wow. Đấy, đồng hồ 15 năm nay lau dầu chạy rồi các bác. Đó, chỉ lau dầu không thôi và vệ sinh sạch sẽ là chạy thôi. Đó, bây giờ em sẽ lắp tiếp cái tự động vào thôi. Đó, các bác thấy không? Này, chạy tới tít mù này, đúng không? Và bây giờ lắp cái tự động này vào. Đó, tự động này lắp khéo một chút nhá. Đó, không thì nó sẽ gãy chân tự động này. Đấy. Lúc đầu em không dám quay tự động này nó đang bị dỉ mà. Thì nó sẽ gây ra hiện tượng hỏng luôn tự động đấy. Nhiều người cố quay tự động này là toi đấy. Đó, rồi. Rồi em sẽ lên cót này. À, chưa được. Đó, ok rồi. Bây giờ em sẽ bắt con ốc rồi vào thôi. Thế là xong rồi các bác. Rất đơn giản đúng không? Nhưng mà các bác xin thưa với các bác là bây giờ nó đang bị mất một chân rồi này các bác ạ. Là em sẽ bắt tạm một bên nhé.
Đây, em bắt tạm một bên này. Còn một bên sẽ phải khắc phục các bạn ạ. Đó. Khả năng con ốc này em sẽ phải thay cho bác ấy. Thay cho bác một con ốc. Con ốc bên này. Còn bên này bị gãy mất một chân rồi. Đây này. Các bác thấy cái chân nó vẫn còn đang ở trong rồi này. Đó. Thế bây giờ phải tìm cách khắc phục cho bác ấy. Đó. Đó. Để có thể nó giữ được. Đó. Giữ được. Thông thường những cái thợ này họ bắt phải thay cả một cái mảng này. Thay cả cái mảng này rất nhiều tiền nhá. Em sẽ cố gắng khắc phục cho bác ấy. Để cho video sau. Để khắc phục cho bác ấy. Đó. Được rồi các bác.